sát điều tra đã khởi tố bắt thượng tá có tên viết tắt là PVL, 46 tuổi, phó phòng cảnh sát kinh tế, và một người đàn ông, 47 tuổi, để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9. Trước đó, công an đã khởi tố vụ án bắt hai người liên quan vụ án là PNH, 44 tuổi, và PDV, 44 tuổi, về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ từ 13 tuổi đến 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, ngày 2 tháng 9, Công an thành phố Thái Bình nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh lớp 9, nói rằng em theo bạn đi chơi đã nhiều ngày không về, điện thoại không liên lạc được. Công an phối hợp cùng gia đình tổ chức kiếm tìm thì bất ngờ nữ sinh lớp 9 trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Nữ sinh cho hay bị nhóm người đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông.